Giải bơi đua thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang là lễ hội văn hóa thể thao có quy mô lớn nhất được tổ chức thường niên ở huyện Lệ Thủy. Lễ hội xuất phát từ hội bơi đua cầu đảo của làng, của tổng với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau cách mạng tháng 8, kể từ năm 1946, lễ hội chính thức được tổ chức đúng vào ngày 2 tháng 9 với ý nghĩa mừng Tết độc lập. Hội đua bơi năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tinh thần, ý chí của cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã và đang thôi thúc nhân dân và cán bộ toàn huyện dấy lên phong trào thi đua yêu nước. Chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn sâu sắc mà cách mạng tháng 8 đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những giá trị lịch sử, giá trị văn hóa làm nền tảng quan trọng, góp phần tích cực tạo nên những chuyển biến to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa quê hương Lệ Thủy phát triển nhanh và bền vững. Tham gia lễ hội bơi đua năm nay có 22 thuyền bơi, 8 thuyền đua của các xã có truyền thống như Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang, Mai Thủy, v.v. với gần 800 vận động viên nam nữ ra sức tranh tài. Sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả hai bên dòng Kiến Giang cùng tinh thần thi đấu hết mình của vận động viên trên các thuyền đua bơi đã làm cho không khí ngày hội tưng bừng, náo nức. Lễ hội đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Lệ Thủy, cũng như tạo sức hấp dẫn, cuốn hút đối với du khách thập phương. Con cái nói ba bây giờ là ba nên đi nữa là vì ba đi xe máy sợ, vì Tết độc lập này là xe máy rất đông nên sợ, nó này về coi ở dưới nương nước, nhưng mà thôi tôi phải lên để lấy để có cái bông pháo này thôi, là vì nó đặc biệt quá. Cái Tết độc lập này là cái khí mà cách mạng thành công đưa lại đời sống nhân dân đó, rất là tốt đẹp. Nên người ta có một cái ấn tượng từ đời này qua đời khác, nó nằm sâu trong tâm thức của người Lệ Thủy. Cho đó mà cái Tết độc lập này người ta vẫn coi người là rất trọng. Tất cả những con em đi xa cùng háo hức về cái Tết này. Ở những chặng cuối đã chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của các đội đua bơi. Vượt qua đường đua hơn 25 km, các đội đua bơi nhanh chóng tăng tốc về đích. Sau hơn 3 giờ đua bơi, thuyền đua của đội Lộc An, xã An Thủy đã về nhất. Về nhì là thuyền đua của đội An Xá, xã Lộc Thủy và đội Tuy Lộc, Lộc Thủy về thứ 3. Ở hạng B giải bơi Nam, thuyền bơi của đội Đông Thành, xã Liên Thủy về nhất. Các đội Lộc Hạ, xã An Thủy về nhì và Tuy Lộc về thứ 3. Tranh tài ở hạng A giải bơi Nam, thuyền bơi của đội Tiền Thiệp xã Xuân Thủy đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất, về nhì là đội Lộc An và thứ ba là đội Mai Thủy. Kết quả chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội đua bơi Lộc An xã An Thủy, giải nhì thuộc về đội đua bơi An Xá xã Lộc Thủy và đội đua bơi Lộc Thượng xã An Thủy giành giải ba. Nói về cái giải đua bơi lớn của huyện nhà mà đúng một thôn nhỏ, cái sự mong muốn chờ đợi bấy lâu, do đó mà cái kết quả ngày hôm nay là hết sức ngoài tưởng tượng của toàn đảng bộ và nhân dân. Do đó là bản thân tôi cũng giống như nhân dân thôn Thiệp, hết sức vui sướng, hết sức phấn khởi. Đây là kết quả mà ngoài sức tưởng tượng của bà con và nhân dân thôn Thiệp. Quá trình thì chị em luyện tập từ ngày mùng 10, thì chị em là nỗ lực quyết tâm để trên giải nhất, cho nên chị em đã ấn cái thời gian là đã đổ sức ra để luyện tập cả ngày, đi đến nơi về đến chốn. Cho nên hôm nay được thành tích chơi là do kết quả của toàn thể chị em. Cho nên chị nghĩ chị em giơ tay lên. Tính đến nay đã qua hơn 50 lần tổ chức, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang luôn diễn ra với không khí sôi nổi, đoàn kết, thân ái và đầy tinh thần thượng võ, tinh thần văn hóa thể thao. Lễ hội đã góp phần tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết nhất trí của đảng bộ và nhân dân nơi đây. Cùng với hội đua bơi, những ngày này, người dân Lệ Thủy tổ chức nhiều hoạt động ăn mừng Tết độc lập. Tất cả đã tạo nên dấu ấn về cái Tết độc lập giàu ý nghĩa và đặc biệt riêng có ở một vùng quê Quảng Bình.